Linh Ly xin lỗi Hồ Ngọc Hà vì màn hóa thân chưa đủ thuyết phục. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức giải trí DNews. Tập 3 chương trình Gương mặt thân quen phát sóng tối ngày 5 tháng 12 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở tập phát sóng này, người chơi sẽ hóa thân thành những ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà hay Sơn Tùng MTP. Ngoài giám khảo cố định là ca sĩ Mỹ Linh, MC Đại Nghĩa, ở tập 3 còn có thêm sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Trước đó trên trang cá nhân, ca sĩ Linh Ly đăng tấm ảnh chụp tại sân khấu Gương mặt thân quen, kèm dòng trạng thái chia sẻ khá dài. Theo đó, giọng ca Buồn thì cứ khóc đi đã xác nhận mình sẽ có màn hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cô nói đến vài đặc điểm trên cơ thể chưa được hoàn thiện do mới trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi thế, Linh Ly hy vọng khán giả sẽ không soi mói quá nhiều. "Em xin lỗi chị Hà, em làm không được giống ạ", Linh Ly viết. Trong tập 3 Gương mặt thân quen, Linh Ly và Long Chun tranh tài khi cùng hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Ở phần thi của Linh Ly, cô thể hiện ca khúc Xin Hãy Thứ Tha và chú trọng vào phần vũ đạo. Ngoài ra thì Linh Ly còn gây ấn tượng với ban giám khảo ở giọng hát nội lực có phần trầm tương tự Hà Hồ. Dù vậy, phần thi của ca sĩ sinh năm 1988 bị nhận xét là không nổi bật bằng đối thủ Long Chun. Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình gợi cảm trong body đô con, nam diễn viên mang đến tiếng cười cho khán giả khi thể hiện What's in Love. Ngoại hình của Long Chun và Linh Ly được nhận xét hoàn toàn đối lập, mang tính giải trí cao. Theo lời nhận xét của MC Đại Nghĩa thì hai thí sinh là hai phiên bản trước Tết và sau Tết của Hà Hồ. Kết thúc tập 3, Long Chun là người giành chiến thắng. Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen nhờ hình ảnh giải trí, thần thái cũng như dàn dựng đầu tư. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Đừng quên để lại ý kiến của mình để DNews cũng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!